Hello mọi người, hôm nay mình lại đến một quán bánh của tụi Quick John có tên là Lucomania Coffee. Mình hẹn với bạn tới đây để ăn bánh với lại uống cà phê ngay khu Von, rất là gần với nhà của mình. Quick John, Quick là gì? Của tụi Hy Lạp. Tụi Hy Lạp. Để mình vô mình xem cái quán cà phê này, nhìn ở ngoài thì rất là đẹp nha. Để mình vô mình coi thì có gì mở cửa ra này. Wow, trang trí đẹp quá ha, nhìn dễ thương ha. Quán thì trang trí đẹp. Bao nhiêu người? Mình qua đây nè, cái bàn nó nặng lắm á. Cái bàn nó nặng lắm á. Có nhân chí dễ thương chứ hả? Có nhân chí dễ thương chứ hả? Vậy đừng có order bánh ngọt nhiều, order cà phê hay là cái gì thôi. Được coffee mình thử được á, coconut oil coffee thì thấy nó ngon. Hỏi gì Xuân Vũ cái gì sao mình biết gì mình ngon được. Bánh này để nó có flavor hình như sốt ở dưới, mà bánh này bánh ngọt lắm. Lấy cái mà cinnamon sugar đừng có hình như sốt, nhưng mà lấy icing, nói chung là lấy icing cái bánh nó ngọt mặn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.